Hello. Xin chào cả nhà đi. Xin chào cả nhà đi. Chào cả nhà đi xem cá. Đi vào kia một con. Đi vào xem yên. Xin chào cả nhà nhá. Xin chào Nguyễn Duyên nhá. Nhìn như nào mọi người nhá. Hôm nay nhà nhìn như ngồi ra gà. Idol TikTok à? Đẹp chưa? Quá tuyệt vời luôn. Nhà mình sách nhiều đồ hướng quá. Nhiều quá. Bà Hương. Bà Hương chọn đâu? Xin chào cả nhà cái. Xin chào cả nhà. Xin chào 500 anh em. Xin chào 5.000 anh em của Ngọc Thương nhá. 5.000 anh em. Đây. Hôm nay gia đình đi du xuân chùa Tam Chúc. Bên này có lại 350k đâu? Chắc là du thuyền. Đi du thuyền. Mình là đi cái gì? Đây là mình vé vào. Không, mình 290 này. 290 là vé vào, bây giờ phải đi du thuyền nữa mà. Lại đây. Tiếp tục tiền á? Ờ. Đâu, người ta đặt cái giá vé thì ấy. Ai quên. Vừa mới vào đến đây thì hết tiền bằng đấy để chết à? Chưa được cái gì? Được chưa? Wow. Đang ở trên này chụp ảnh đi, di chuyển. Ở đây chụp ảnh đi đã. Là đang nhảy. Lại nhảy. Thế là hết tàu, Đây là cả đi tàu sau hả? Tên. Sao? Bây giờ đang dọn đi thuyền. Chơi cảnh quan. Đây, bắt đầu lên con cá khổng lồ đây rồi. Đây nha, đi nha, đi xe đã buông không được lèo nhèo nha. Đây. Đợi thắm vào để kiểm tra vé tiếp à? Đào buôn. Thế nào đâu? Thằng Bun này nhá, đứng im nhá. Hà đâu? Người ta bắt mất bây giờ ấy. Hà đâu rồi? Lấy vé trên tay. Đấy, cầm vé đây. Cầm vé trên tay nhá. Dạ chưa. Để đưa cho em Hà. Ngọc đâu? Người ta phải thông minh như thế này. Dạ, thông minh như này đặt đấy, đặt gái nó xong. Đây nhà mình xuống tàu này luôn ạ. Đây nhà mình lên luôn tàu này ạ.